Kính quý vị, tạt nước và mặt phó thị trưởng Tyler Diệp, một nữ nhà báo bị bắt, tin từ báo người Việt cho hay, nhà báo Minh Ngự sáng lập Kim chủ bút tạp chí tiểu thuyết bị cảnh sát bắt tối thứ sáu, 2 tây tháng 6, sau khi tạc nước và mặt phó thị trưởng Westminster là ông Tyler Diệp ngay trước cửa nhà hàng Ngọc Sương thuộc thành phố Westminster. Theo lời kể của ông Lê Diệp thì từ khi ông bước ra cửa nhà hàng thì đã bị bà Minh Ngữ tạt nước vào mặt rồi nói bằng tiếng Anh rằng You are impolite, I will take you down. Tạm dịch là ông là một người bất lịch sự, tôi sẽ hạ ông xuống. Ông Diệp kể tiếp rằng sau khi đó ông đã gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đã đến thẩm vấn cả hai phía rồi còng tay bà Minh Ngữ đưa đi. Còn phía bà Minh Ngữ cho hay việc... Vị vì đang trong vụ kiện nên luật sư không cho phép nói nhiều. Tuy nhiên thì trên trang báo Tiểu thuyết được đăng trên trang Facebook của bà kể lại rằng sau khi về đồn cảnh sát bà kiến nhận giấy phạt rồi về theo đúng luật. Cũng theo sự tường thuật trên báo Tiểu thuyết Cả bà Minh Ngự và ông Thay Diệp cùng tham gia buổi gây quỹ của nghị viên Kimberly Hồ tại nhà hàng Ngọc Sương tối thứ Sáu, 2 tây tháng 6. Bà Minh Ngữ cho rằng chuyện tạt nước không phải là chuyện đe dọa đến tính mạng để phải gọi cảnh sát. Nhưng ông Thay Diệp muốn gọi cảnh sát làm lớn chuyện trả thù cho các quan thầy từng bị báo tiểu tuyết vạch trần sự thật, không ngoài mục đích giăng mặt người cầm viết trung thực. Còn ông phó thị trưởng giải thích việc tại sao gọi cảnh sát rằng Tôi muốn cơ quan công lực truy tố việc này tới cùng vì không muốn có người khác trở thành nạn nhân của bà Minh Ngữ sau này. Ông nhấn mạnh nếu chúng ta dung túng cách hành xử lưu manh của bà Minh Ngữ thì xã hội sẽ loạn và ai sẽ tuân thủ luật pháp nữa. Tuy nhiên, bài báo không tường thuật trong hoàn cảnh nào đưa đến việc bà Minh Ngữ tạt nước vào mặt ông phó thị trưởng Tyler Diệp.